Bác nào cần dao? Cứ alo cho tao. 0947640046. Đấy. À, giới thiệu với mọi người ngôi biệt thự mà anh em mình vừa mới làm xong nhé mọi người nhé. Hôm nay khánh thành. Đây là biệt thự Mau Ca này với tổng giá trị là 3 tỷ này. Còn bên này biệt thự Mau Đệ với tổng giá trị là 3 tỷ rưỡi đến 3 tỷ 7. Quan trọng là bên Mau Đệ nó xấu hơn, nó nhưng mà nó đắt hơn tại vì thứ nhất là không biết làm, và thứ hai nữa là đồ đạc mua là toàn mua chỗ đắt. Đấy, gọi là vật liệu xây dựng. Với lại có em thêm... cá. Đấy, ấy, con cá ngừ 50 cân. À, đây, đây. Giới thiệu mọi người nhá. Đây, cá ngừ. Wow, cá ngừ chạy tối rồi. Bắt con cá ngừ không bắt được, thấy chưa? Tóm đầu mới tóm được. Đấy. Ui dồi ôi, ui dồi. Đây là con cá ngừ 50 cân nha mọi người nha. Con cá ngừ đại dương đấy. À không, cho mọi người xem con cá mú của Mau Đệ đâu ấy. Cá mú đâu rồi anh nhỉ? Hả? Anh đi sang đây ăn trộm của em phải không? Không. Đâu đấy, bỏ cái muôi này ra mà múc tìm con cá mú. Nó đen đen ở dưới á. Đâu ấy. Không có mà. Có mà. Con cá mú đấy mà. Mất rồi, chắc cá đắt tiền mà nó ăn trộm mất rồi. Nó màu đen đấy. Ôi đây con tôm cua. Cuang đế. Cuang đế cua Alaska này. Cua Alaska này. Đây. Đây. Đây con cá mú nha. Cá mú này mọi người. Cá mú đại dương nhá. Thấy chưa? Con này phải mua ta. Con này con này độ tầm 90 cân thôi. Đấy, cá mú đại dương này nhá. Không phải là tầm thường đâu, ao cá này riêng cái ao cá này đã là tỷ mấy rồi. Con cá. Đấy là chưa có cá coi. Cá này, con cá đắt giá. Con này là con cá lóc hoa lan. Cá lóc biển. Con này con cá lóc đột biến nên là rất là đắt tiền đấy. Bây giờ anh em mình sẽ hôm nay khánh thành hai ngôi biệt thự này á, thì anh em mình do đại dịch thế nên là không làm được trăm mâm. Anh em mình chỉ làm đại khái thôi, có hai món, một là lẩu, lẩu cá này, lẩu gà này, hai là món cá nhảy, sẽ bắt cá từ ao bên này. Đấy, cái ao bên đây. Kia nha, xong rồi cho vào đây nào. Em vớt đi để anh lấy một cái chậu nước sạch để cho nó okay. Bơi bơi đây, xong rồi cho nó nhảy vào đây. Nếu mà không Mau Đệ ăn đấy thì, ăn tươi thì đấy. Đấy, vớt xong cho vào đây để anh đi lấy một cái chậu nước sạch. Một cái ô nước sạch. Sau đây mình sẽ vớt ao cá mình nuôi mấy ngày rồi nha mọi người nha. Đấy, thu hoạch này, xem được nhiều không? Ui, con này hôm trước nó trứng nhiều lắm, nó đẻ. Cháu đẻ hết rồi. Wow. Nhảy trứng trứng. Thôi, thôi. Nước đây, nước đây. Phải nhảy thế này thì mới gọi là cá nhảy chứ mọi người. Sời, sời, sời. Thôi, thế thôi, cho nó nhảy vào đây đi. Ok. Còn bên kia để cho nó sống chứ. Thu hoạch dần. Thu hoạch dần. Đấy. Ôi ơi. Con này nhảy vào đây luôn. Nào, cho vào đây. Rồi, ok. Giảm speed cái. Mọi okay. Người thấy khu biệt thự này xứng đáng 6,7 tỷ không? Quá kinh điển. Đây là khu nhà mà Mau Đệ bảo là làm để cho team ở. Mình thì có nhà nha, cho Mau Đệ nó ở thôi. Bây giờ sẽ bắt đầu. Mọi người thích món cá nhảy này không? Mau Đệ có... Để em khai vị món cá nhảy cho anh ạ. Tại vì lúc nãy thấy là... anh nếm thì ngon quá. Đây là con cá. Đây là con cá đột biến, cá rồng đột biến màu cá đỏ. Cá chim. Cá chim hóa rồng đột biến màu đỏ nhá. Đây. Ê. Sẽ cho Mau Đệ thử con này trước ra. Cho nó bơi, bơi. Ừ, cho nó bơi rồi uống nước này đi. Đó. Em sẽ cho vào đây là ở trong này gồm gia vị là rau thơm này, rau cái rau rất để chống nhiều. Đỉa nữa này, các loại rau luôn. Còn đây với cả lạc này, đậu phộng này. Còn đây là con cá. Cho chuối ngon kinh khủng mọi người ạ. Ôi, khó cắt. Anh ơi. Em order cái con cá cá măng con này đi. Đấy gì? Cá măng con. Đây, con này là con cá ngừ trắng. Wow, con cá này là cá măng sông Đà nha mọi người nha. Mời tất cả mọi người. Tuyệt vời. Bổ ngon, bổ ngon. Bổ ngon. Còn đây là con cá... con này là con cá gì? Chấm bi nhỉ? Cá gì biển đấy?
Nói chung là không biết đâu, nhưng mà một con cá này giá trị nó phải rơi vào tầm 20 triệu nhá mọi người nhá. À đầu. Cái nước này nữa cả. Rau ngon lắm đây. Đấy. Mình sẽ cho nó vào đây tí. Đấy. Thế ngon. Không, trắng mắt là chín. Đấy. Trắng mắt là chín. Ăn với lại ăn với lại bổi của cá quả. Ừ. Tuyệt vời. Vào ạ. Tuyệt vời đấy. Đấy. Cái mồm. Thêm cái món lẩu cá trọi này nữa nhá, cho cá trọi vào. Đó. Thật ra là anh em mình vừa có một cuộc thi xây hai mật. Đấy. Mật. Mật mật. Thật ra là anh em mình vừa có một cái cuộc thi xây hai cái ngôi biệt thự này. Anh cameraman cho mọi người xem lại từ đầu cái. Mình vừa đăng ở bên kênh anh em TM quá trình xây nhá. Đấy. Biệt thự Mao Ca này, cây cổ thụ này, bể bơi này, sân vừa sân tennis này. Gara ô tô này, trên này là gọi là nóc trồng rau. Còn bên này Mao Đệ có cũng khá là nhiều thứ. Trồng rau này, bể cá này, ao này, nhà này. Mọi người nếu mà muốn xem kỹ về quá trình hai anh em mình xây hai ngôi biệt thự này thì sang kênh anh em TM nhé. Vì sao mình làm cái này là vì sau khi hoàn thành xong biệt thự, anh em mình chưa có liên hoan ăn mừng nhà mới. Thế nên là hôm nay quyết định là liên hoan ăn mừng nhà mới hai ngôi biệt thự này nhá mọi người nhá. 6 tỷ 7 thực chất là nó là đầu tư của anh em mình ở hai cái ngôi nhà này hết khoảng tầm 670. Đó, trêu mọi người thế thôi. Chứ lấy đâu ra tiền mà xây nhà 6 tỷ 7 lại bảo là ui làm màu làm kiểu thế. Rồi. Rau nhúng lẩu, rau này thì mình đã rửa sạch rồi nha. Cắm vào đây gọi là cho nó cảm giác nó cây nhà lá vườn tí. Đấy. Cái này là ăn sống nó mới ăn. Tao thích ăn chín. Ăn sống ăn lắm. Đấy, gà trọi Mao Đệ. Cực kỳ dài nhá. À. Gà này. Đấy, thấy chưa? Dài như cao su. À bà. Đấy. Tuyệt vời luôn đấy mọi người ạ. Hai ngôi biệt thự này á. Cái lá này cuốn vào mọi người ạ. Ăn như kiểu là một tạt đấy. Ngon. Một miếng nó không vừa mồm. Phải hai miếng. Hai ngôi biệt thự này thì ngốn của anh em mình rất là nhiều thời gian. Lúc sáng quay xong thì nó bây giờ nó đã hơi rũ rượi một tí rồi. Nhưng mà ngốn thời gian như... Mọi người thấy để lại ý kiến về hai ngôi biệt thự ở đây ở dưới comment nhé. Có đẹp không mọi người? Đẹp đấy mọi người. Tuy là đất hơi chật để xây biệt thự nhưng mà anh em mình đã cố gắng làm khá là đẹp rồi và đã được nhận bằng thượng chính từ thầy Lộc Phù Hô rồi. Hay thằng ghê. Thầy giáo quốc dân bộ môn Phù Hô. Tình hình là trên mình cũng sắp sửa hết giãn cách rồi nhé mọi người nhé. Vùng xanh rồi. Đầu tiên việc hết giãn cách, đầu tiên việc anh em mình làm là dẫn đàn chó ra đồi đi săn. Đấy, và đi bắt ong nhé mọi người nhé. Rất là nhiều ong, nhiều lắm. Không uống mọc phê à? Ngon đấy. Đây có cái tiền múc cái nước này. Ăn này. Không biết là múc nước á. Lấy cái kia ra mà lấy. Ok. Tình hình dịch ở chỗ mọi người thế nào rồi? Chỗ anh em mình thì cũng khá là ok rồi. Mai phải đi đầu tiên là cắt tóc xong rồi đi đi sành chưa đã, vì cắt tóc xong. Đi sành đã. Còn ngôi nhà này thì tối Mao Đệ sẽ review làm thử cách 24 giờ sống ở trong ngôi nhà này nhá mọi người nhá. Xong rồi mình sẽ đưa cơm là xích lại làm cái xích ở đây. Xong rồi mình sẽ đưa cơm vào đấy, khóa cửa cái lại đấy, ở trong đấy 24 giờ. Đưa cơm vào cổng, tức là lúc nào mình ăn cơm xong ấy còn xương xiếc hay là ném vào đấy không có cơm đó. Trêu thì thôi, bây giờ kiểu đấy khác gì sống như chó. Thôi mọi người ăn lẩu của anh em mình nhá, quên mất từ lúc
Kiều mời. Ngon lắm anh ạ. Ngon lắm, cho nước vào gạo. Cái nước này đặc sản đấy. Thì gà ngon đây. Cho mọi người xem cái nước à. Đây, vẫn dãy nhá, cá vẫn dãy này. À, đây là nước nước măng chua này. Nước rất nhiều thứ, rất nhiều thứ, gió chuối này, măng chua này. Đây là cá này, con cá ngừ đấy, cá ngừ. Em phải chơi hai con là mới vừa mua. Đây này. Con này nói chung là cho vào đây thì nó gần chín rồi, anh em mình sẽ ăn chín cho vào đây. Còn đấy. Còn mang đi ăn sống thì kệ nó. À, rất là nhiều rau rừng rồi kia đấy. kiểu kiểu cá nhảy Tây Bắc ấy, nhưng mà hôm nay sẽ vừa lồng vừa nhảy xong lồng. Nó muốn sống thì cho nó ở ngoài. Ấy, vớt con cá kia đấy. Vớt cho anh con cá bóng á. Con không, con đây. Con gì nhỉ? Cá ngừ đại dương. Không, con cá mú. Mình sẽ vớt con cá mú lên để ăn lẩu nhá. Lẩu cá mú, mọi người ăn lẩu cá mú bao giờ chưa? Đấy. Xem còn con cá gì nữa. Đấy, cá ngừ đại dương. Ôi dạ. Con này là con chuối hoa đấy nha mọi người nhá. Bây giờ rất là ít con chuối hoa, tăng cá sổ thôi. Chuối hoa này cũng khá ngon nhưng mà mình sẽ ăn lẩu con cá mú này trước đã. Đấy. Mọi người thấy chuẩn cá mú không? Đúng cá mú luôn nhá. Đấy, bây giờ sẽ cho ra để ăn lẩu cá mú. Ừ. Rồi. Nào. Mình chén hai con một lúc luôn mà. À bơi đi. Mày mày đu đu à. Bơi đi. Mày mày này. Trời ơi, bên lạc nó ăn vào nó tròn khơi khơi. Mới đây cả mọi người nhá. Đấy, còn bây giờ mình sẽ khử con cá mú này. Nào, hái một cọng rau. Ăn rau sống nhá mọi người nhá. Con này có bị rơi không này? Đấy, bây giờ sẽ vớt con cá mú ra. Ấy, mồm nó há, mắt nó trắng rồi. Quấn vào đây. Chà. À, đây nhá. Cá mú nguyên con, mọi người đã làm gì đã được ăn cá mú nguyên con bao giờ. Chỉ có anh em mình thôi, ở chỗ anh em mình nó nhiều lắm. À, nó đã. Làm hai bát mà còn no luôn mà. Thôi, thẳng cốc. Hãy cho chị cà vào đi. Chị cà dậy cầm à? Tuyệt vời. Mãi đáng nhẽ ra lúc anh em mình định khánh thành thì nó rất là đẹp, cỏ tươi tốt, cây tươi tốt. Nhưng mà để mất nắng, mất hai buổi nắng to quá. Thế là nó khô héo mất rồi. Thôi nói chung là đại khái lên nhà mới có như thế này là được. Đợi hết dịch nhất định mình sẽ làm 200 mâm để mời tất cả các anh em lên là khai trương nhà mới của anh em mình nhé. Và anh em nào mà vợ mà đuổi hoặc là người yêu bỏ không có chỗ ở thì cứ liên hệ anh em mình sẽ anh em mình cứ order trên trang Tama TV nhé. Anh em mình sẽ nhường lại một phòng cho một ngôi nhà này, thì thực chất là anh em mình định làm khoảng tầm 30 phòng ấy. Nhưng mà thôi chưa có kinh phí thế nên là làm một phòng thôi. Bên này một phòng nữa, hai phòng này, đấy, ba phòng. Cứ ai mà bị vợ đuổi thì cứ inbox nha, sẽ nhường chỗ đâu. Thôi, clip này anh em mình sẽ xin phép kết thúc ở đây đây. Hấp xương. Đấy, clip này anh em mình xin phép kết thúc ở đây đây. Để bây giờ anh em mình sẽ trang trí lại để tối lỡ vợ mình tí nữa nhậu say, lỡ vợ có đuổi thì còn có chỗ mà ở. Đấy, nếu thấy clip của anh em mình hay nhớ để lại một like, một share, một comment, một đăng ký kênh, ấn chuông bên cạnh nhá. Nếu thấy nhà mình bên này đẹp hơn thì comment số 1, bên này đẹp hơn thì comment số 2 nhá. Bên mình là không 2 nhá mọi người bên nha. Bên mình số 1 đây này. Mãi đẹp luôn. Chào tất cả mọi người nhá. Bye bye.